chào tất cả anh em đến với kênh VN Gaming. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại Tốc Chiến vẫn chưa có một thông tin nào ấn định về ngày ra mắt. Nhưng trước đó thì nhà phát hành cũng đã có một số bản beta test về tựa game này ở một số khu vực trên thế giới như là Brazil, Trung Quốc. Rất tiếc là nó lại không có ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó họ cũng đã tiết lộ một số thông tin thay đổi từ bản PC và bản mobile như là về cơ cấu bản đồ, cơ cấu rồng và một số vị tướng sẽ có một số thay đổi nhỏ. Và sau những thông tin này thì có khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng game thủ, đặc biệt là fan của Liên Minh Huyền Thoại và fan của Liên Minh Mobile. Chính vì vấn đề này nên trong video hôm nay, mình cùng anh em sẽ tìm hiểu thêm nguyên nhân, lý do và những yếu tố nào khiến cho game thủ lại không thích tựa game này. Ok, chúng ta bắt đầu. Dù Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đang là tựa game mobile được mong đợi nhiều nhất trên nền tảng di động, song không phải game thủ nào cũng chờ đợi và tỏ ra yêu thích Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Đặc biệt trong số đó có những người chơi Liên Minh Huyền Thoại PC tỏ ra không hề háo hức một chút nào, thậm chí có phần kỳ thị Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Nguyên nhân ở đâu? Đầu tiên là kỹ năng của tướng đã bị thay đổi ít nhiều. Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến được phát triển với mong muốn tối ưu hóa Liên Minh Huyền Thoại trên nền tảng di động. Do đó nhiều kỹ năng của các tướng đã được thay đổi để dễ kiểm soát và điều khiển hơn. Tuy nhiên, mỗi sự thay đổi đều có hai mặt. Những sự biến đổi này có thể mang lại sự thuận tiện hoặc bất lợi cho người chơi. Điều này phải đợi đến khi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ra mắt, chúng ta mới có cái nhìn cụ thể. Vậy nhưng với nhiều game thủ lờ lờ thì việc thay đổi một chút thôi của tựa game họ yêu thích cũng là điều không thể chấp nhận được. Nguyên nhân thứ hai, khó có thể tạo ra sự cân bằng. Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến được Riot tạo ra với mục đích biến lờ lờ trở nên đơn giản nhất có thể trên mobile. Do vậy sẽ có ít nhiều sự chuyển biến trong gameplay như dễ farm hơn. Bản đồ cũng thiết kế lại để phù hợp với game mobile trên di động. Thời gian hồi sinh cũng được rút ngắn lại. Chính những điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình cân bằng trong game, một vấn đề vốn đã khó thực hiện trên nền tảng PC. Nguyên nhân thứ ba, thiếu sự tùy biến. Một trong những điều khiến Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn và tăng tính chiến thuật là khả năng kích hoạt vật phẩm để mang lại hiệu ứng khác nhau trong trận chiến đấu. Tuy nhiên, Riot Games không muốn người chơi bị phân tâm bởi một loạt nút kích hoạt trên màn hình. Vì vậy, họ sẽ tích hợp một số hiệu ứng này vào việc nâng cao sẵn có. Vì vậy trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, game thủ phải chọn những gì họ cần thay vì tùy chỉnh miễn phí trên bản PC. Nguyên nhân thứ tư, quá ít tướng. Riot đã chính thức thông báo rằng có khoảng 40 tướng sẽ có mặt trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Đây là một con số rất nhỏ so với phiên bản PC. Sự vắng mặt của những tướng nổi tiếng trong LL có thể khiến game thủ không hài lòng. Mặc dù Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã hứa hẹn sẽ cập nhật sớm tất cả các tướng trong tương lai. Nguyên nhân tiếp theo là ác cảm với game di động. Với một số bộ phận game thủ Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và PC nói chung, họ luôn phân biệt đối xử với các trò chơi di động và coi chúng là một thứ gì đó kém hơn so với bản PC. Điều này cũng không ngoại lệ với Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, dù tựa game này được phát triển bởi chính Riot Games. Một số game thủ cũng nghĩ rằng nếu trò chơi này thành công, có khả năng Riot Games sẽ bỏ rơi Liên Minh Huyền Thoại để chăm chút cho đứa con mới của mình. Điều này không phải là không có lý khi thị trường di động đã phát triển qua nhiều năm và lợi nhuận sinh từ lời các game mobile cũng tăng lên gấp bội, khiến nhiều người tin rằng game di động mới là tương lai của ngành công nghiệp game vì tính khả dụng, thực dụng và khả năng của nó. Và cuối cùng, chắc chắn là lý do làm khó chịu nhất, đó là thời gian game ra mắt quá lâu khiến các fan của tựa game này đứng ngồi không yên. Dù đã có nhiều bản beta test ở một số khu vực trên thế giới, nhưng cho đến nay game thủ vẫn chưa biết được một thông tin chính xác nào về ngày ra mắt ngoài những thông tin rò rỉ về tựa game này. Ok, trên đây là một số thông tin trái chiều từ một số game thủ về tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Còn anh em nghĩ sao về tựa game này, hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần comment nhé. Và đừng quên like, subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ tựa game Tốc Chiến cũng như là đấu trường chân lý mobile. Cảm ơn và tạm biệt anh em.